Sáng 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Trần Hùng, cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường Hà Nội, cựu tổ trưởng tổ 304, tổng cục quản lý thị trường và 35 bị cáo khác. Đây là phiên tòa được mở lần thứ ba sau các lần tạm hoãn trước đó vì một số nguyên nhân. Phiên tòa do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa. Có hơn 30 luật sư đăng ký bảo chữa cho 36 bị cáo, riêng bị cáo Trần Hùng có 5 luật sư. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Hùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ trong vụ sản xuất, buôn bán tiêu thụ gần 9,5 triệu cuốn sách giả. Bên cạnh đó, Lê Việt Phương, cựu đội phó đội quản lý thị trường số 17 thành phố Hà Nội cùng hai thuộc cấp là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, Nguyễn Duy Hải, lao động tự do hầu tòa về tội môi giới hối lộ, còn Cao Thị Minh Thuận giám đốc công ty Phú Hưng Phát cùng 30 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước đó, cáo trạng xác định năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa không có hóa đơn, giấy từ chứng minh nguồn gốc. Bị cáo Thuận cho biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Ông Hùng đồng ý với đề nghị của Thuận nhưng yêu cầu bị can này phải chỉ ra một số cơ sở in lậu sách khác. Sau đó, Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải để gặp ông Trần Hùng, ngỏ ý chi 400 triệu đồng. Sau lần trao đổi với Hải, Hùng đã hướng dẫn các bị can thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Thêm vào đó, bị cáo Trần Hùng gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Cáo buộc cũng chỉ rõ, sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hải mang 300 triệu đồng của Thuận để trong túi ni lông màu đen đến văn phòng làm việc của ông Hùng, nhưng thấy tại đây có nhiều người nên cầm túi tiền ra về. Chiều hôm sau, Hải tiếp tục mang tiền trở lại phòng làm việc và đưa cho ông Hùng. Quá trình điều tra, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bị cáo Hải cùng nhiều dữ liệu trên điện thoại và lời khai của những người khác đủ cơ sở chứng minh ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua Hải. Ngoài ra, Thuận cũng khai nhiều lần đưa tổng số tiền 330 triệu đồng cho Phương và đội quản lý thị trường số 17. Sau đó, Phương chia cho hai cấp dưới tổng cộng 11 triệu đồng.